Xin chào tất cả mọi người, chào mừng mọi người trở lại với channel của Thiên Vũ Audio. Và mình là Thông. Thì ngày hôm nay mình sẽ làm một cái chủ đề video nói về thương hiệu Zenilac. Thì giới thiệu cho mọi người biết là hiện tại Thiên Vũ đang là đơn vị chuyên cung cấp những cái dòng loa đến từ thương hiệu Zenilac này cho một số nhạc sĩ cũng như là các anh chị producer cũng đã sử dụng rất là nhiều dòng loa đến thương hiệu này. Thì qua một số trải nghiệm của những khách hàng đó thì ngày hôm nay mình sẽ làm một cái clip có nội dung là 5 lý do mà mọi người lựa chọn dòng loa đến từ thương hiệu Zenilac để phục vụ cho cái nhu cầu sản xuất âm nhạc của mình. Và bây giờ thì không để mọi người chờ lâu, mình sẽ đi vào nội dung chính của video ngày hôm nay. Thì đầu tiên mình sẽ nói về phần thiết kế. Thiết kế của Zenilac có gì đặc biệt so với những cái thương hiệu khác? Thì đa số hầu hết những cái dòng loa Zenilac được sản xuất, được sử dụng một cái nguyên liệu là bằng nhôm nguyên khối để làm cái nguyên liệu chính cho chiếc loa này. Thì với cái nguyên liệu nhôm nguyên khối này á, nó sẽ tạo được cái sự bền bỉ cũng như là một cái vẻ bề ngoài rất là sang trọng như thế này. Thì hầu hết những cái dòng loa khác họ làm bằng gỗ hoặc là bằng nhựa, còn riêng thương hiệu Zenilac là họ làm bằng nhôm nguyên khối đúc như thế này. Cầm chiếc loa lên thì khá là nặng tay. Với cái nguyên liệu nhôm nguyên khối này á, nó sẽ giúp cho cái âm thanh của chiếc loa được xuống sâu hơn và không bị méo tiếng, bởi vì nó sẽ hạn chế được cái sự rung động của chiếc loa. Đó là một cái điểm nổi bật trong cái phần thiết kế của chiếc loa này. Ngoài ra thì mình thấy hầu hết các dòng loa Zenilac này đều được trang bị một cái chân đế ISO box bằng cao su như thế này. Thì với cái việc trang bị cái chân đế làm bằng cao su như thế này á, thì mọi người có thể chủ động được điều chỉnh được cái hướng nghe của chiếc loa, làm sao cho nó phù hợp với cái vị trí ngồi làm việc của mọi người. Mọi người có thể hướng lên hướng xuống rất là dễ dàng như thế này đó. Và những cái chiếc loa khác thì nó sẽ không trang bị được cái này, thì mọi người chỉ có thể sử dụng đặt lên kệ hoặc là mọi người có thể sử dụng những cái tấm kê thôi. Và những cái tấm kê thì nó chỉ điều chỉnh được một cái góc độ nào nhất định, nhưng mà đối với cái chân này thì mọi người có thể điều chỉnh rất là dễ dàng. Thì đây là hai cái điểm nổi bật trong phần thiết kế mà mình muốn chia sẻ tới với mọi người. Cái lý do thứ hai trong năm lý do mà mọi người nên sử dụng chiếc loa này, đó chính là nói về chất âm của thương hiệu Zenilac. Thì những anh chị producer đã từng ghé Thiên Vũ để nghe thử chất âm của chiếc loa này thì hầu hết mọi người đều nhận xét đây là chiếc loa thể hiện được âm sắc khá là chi tiết và chính xác. Nghe những cái bản mix của mọi người ở trên chiếc loa này á, thì những cái tiếng kích, những cái tiếng bass, những cái âm sắc mà nó bị dư tần số ra, mọi người cắt dư tần số hay là thiếu tần số vậy, khi mà nghe trên chiếc loa này thì nó sẽ lộ ra hết. Và vị trí tần số của từng nhạc cụ nó có bị chạm nhau hay không, thì khi mà mọi người nghe ra những cái chi tiết đó rất là dễ dàng để mọi người có thể nhận thấy. Điều này sẽ giúp cho mọi người cải thiện được cái chất lượng bản chất lượng sản phẩm của mọi người, cũng như là cải thiện được cái kỹ năng làm việc của mọi người hơn. Thì đây là một trong những cái lý do chính mà mọi người sử dụng để phục vụ trong nhu cầu công việc của mình. Cái lý do thứ ba mà mình muốn chia sẻ đối với mọi người là mình sẽ nói về cái tính năng của nó. Chiếc loa này có một tính năng mà mình rất là thích, đó chính là tính năng ngủ đông, tính năng EOS của nó. Phía sau lưng chiếc loa đây, nó có một cái cần gạt EOS phía sau này. Thì đối với cái cần gạt EOS này á, nó là một cái chế độ ngủ đông. Khi mà mọi người sử dụng chiếc loa không có nguồn âm thanh đi vào trong khoảng 1 tiếng á, thì chiếc loa nó sẽ tự động ngắt đi cái nguồn điện vào, nó sẽ tự động tắt nguồn cho mọi người. Giúp cho mọi người đầu tiên là cái việc tiết kiệm điện. Cái thứ hai là nó sẽ tăng tuổi thọ sử dụng của chiếc loa. Thay vì ở những chiếc loa khác mọi người bật công tắc thì mọi người có thể quên tắt á, thì mọi người để qua đêm, một đêm, thì chiếc loa nó có nguồn điện chạy vào liên tục thì nó rất là dễ nóng và cái tuổi thọ của loa nó sẽ bị suy giảm. Còn đây nó có một cái chế độ EOS mà mình rất là thích, thì mọi người có thể giảm thiểu đi được cái tình trạng đó và tăng tuổi thọ sử dụng cho chiếc loa này. Ngoài ra thì sau lưng mỗi chiếc loa Zenilac này nó đều có những cái cần gạt để điều chỉnh những cái EQ, những cái dãy tần để cho phù hợp với cái không gian căn phòng của mọi người làm việc. Ví dụ như đối với những cái căn phòng mà mọi người bị nghe nó rền quá thì mọi người có thể cắt
những cái tần số. Và Thiên Vũ đã có một cái clip để chia sẻ cho mọi người về những cái tính năng chính ở những cái cần gạt như thế này. Mọi người có thể click vào cái đường link mô tả phía bên trên đó để mọi người xem chi tiết về những cái tính năng này, nếu mà ai đang sử dụng dòng loa Zenelux mà chưa biết cái tính năng này. Điểm thứ tư mà mình nói đến đó chính là thương hiệu. Tại sao mình nói đến thương hiệu? Thì thực ra thương hiệu nó sẽ không ảnh hưởng nhiều đến cái công năng sử dụng của nó, nhưng mà nó sẽ mang lại một cái giá trị cảm xúc đối với những cái khách hàng mà các anh chị phục vụ. Ví dụ như thường á, thì đối với những khách hàng bình thường, khi mà bước vào phòng thu của anh chị hoặc bước vào cái studio của mọi người á, sẽ không có để ý nhiều đến những cái thiết bị mà mọi người sử dụng. Nhưng mà đối với bản thân mình, bản thân những cái anh chị có kiến thức trong cái vấn đề về thiết bị á, thì khi mà mọi người nhìn vào cái thương hiệu Zenelux thì mọi người cũng đầu tiên là mọi người có cảm giác an tâm về cái chất lượng sản phẩm của cái studio đó mang lại. Mọi người cũng có một phần nào đó, một cái cảm giác gì đó an tâm. Đó là cái điểm mà cái giá trị về thương hiệu mà mình muốn nói đến cho mọi người. Ok, thì cái điểm thứ 5 mình muốn nói đến là chiếc loa này nó rất là đa dụng, không chỉ phục vụ cho nhu cầu công việc như là mix master hay là làm beat. Ngoài ra thì chiếc loa này có thể sử dụng trong cái nhu cầu giải trí của mọi người cũng như là các hoạt động thương mại. Ví dụ như là có thể dùng làm nghe nhạc, xem phim, đó, sử dụng trong phòng khách, phòng ngủ. Trong trường hợp mà mọi người đang sử dụng một cái dòng loa Zenelux mà mọi người có nhu cầu nâng cấp lên một cái series cao hơn, thì mọi người có thể tận dụng chiếc loa này để làm chiếc loa nghe nhạc ở trong phòng khách hoặc trong phòng ngủ cũng rất là ok. Như mình cũng đã chia sẻ ở những clip trước đó, thì Zenelux cũng được phục vụ trong một số dự án thương mại như là quán cà phê, nhà hàng cao cấp. Tại vì cái âm thanh của nó mang lại mình nghe mình cảm thấy rất là thoải mái, nó không có quá khó nghe, và cái âm thanh nó mình cảm giác nó là ok, nó sẽ phục vụ được cái nhu cầu giải trí của mọi người khá là tốt. Trước mặt mình đây là hai series thuộc phân khúc tầm trung của Zenelux thôi, con 8020 và 8030. Thì đối với anh chị lớn thì họ xài 8341, 8351, những cái dòng loa lớn hơn có mức giá cao hơn tầm 1-200 triệu gì đó. Đây thì chiếc này thì có giá khoảng 30 triệu, và cái con 8030 này thì có giá khoảng 40 triệu trên một cặp. Đó, một cặp như vậy. Thì mọi người xem và cân nhắc xem là mình có xứng đáng để đầu tư không. Thực ra thì nói về cái điểm yếu, điểm chê chiếc loa này thì mình hoàn toàn không có một cái bất cứ một cái điểm chê gì đối với cái những chiếc loa đến từ thương hiệu này cả. Nói về giá thành thì mọi người nghĩ là có thể là nó cao, một cặp loa như thế này thôi là mức giá 30 triệu trên 30 triệu thì mọi người nghĩ nó cao, nhưng mà thực chất á, những cái tính năng và những cái giá trị nó mang lại lớn hơn hẳn so với những cái dòng loa khác. Thì mình cảm thấy thực chất thì nó không cao. Nó mang lại một cái giá trị xứng đáng, và khi mà mọi người sử dụng chiếc loa này, mọi người có thể tận hưởng được nó, tận hưởng được những cái cảm giác nghe nhạc đến từ nó, cũng như là phục vụ công việc của mọi người rất là ok. Và nó thực sự là khi mọi người sở hữu nó thì nó cũng truyền cho mọi người một cái cảm hứng làm việc cũng khá là tốt. Cá nhân mình cảm nhận là như vậy. Thì hiện tại Thiên Vũ đang có sẵn những cái mẫu như thế này để mọi người có thể đến trực tiếp tại showroom như 79 Trần Đạo, phường 1, quận 5 để mọi người nghe thử, trải nghiệm thử chất âm của những chiếc loa này như thế nào, rồi mọi người quyết định cũng không muộn. Còn nếu mà mọi người ok, có đã từng trải nghiệm, đã từng nghe thử rồi là muốn mua luôn, thì mọi người có thể liên hệ đến số hotline 028 39 244 944 đó, để mọi người sẽ gặp những cái bạn tư vấn cho mọi người và có thể là giúp mọi người sở hữu những chiếc loa như thế này. Thì cái clip mình chia sẻ đến đây là hết. Nếu mọi người thấy hay hãy nhớ like, share, subscribe cho kênh Thiên Vũ, và xin chào và hẹn gặp lại mọi người ở trong những cái video clip tiếp theo. Thank you.